dùng mình với lời tiên tri ngày tận thế. Lời tiên tri về ngày tận thế của triết học gia người Ý Matteo Tafuri, sống trong giai đoạn năm 1492 năm 1582, ngày càng đúng khiến các nhà lý luận thuyết âm mưu lo sợ. Khi còn sống, ông Tafuri từng là một trong những người được tôn kính nhất tại khu vực Apulia, Ý. Vào thế kỷ 16, ông cảnh báo hai ngày tuyết rơi liên tiếp sẽ tàn phá khu nghỉ dưỡng Salento, miền nam nước Ý và khởi đầu loạt sự kiện tiếp theo của ngày tận thế. Ở Salento, hiện tượng tuyết rơi ít khi xảy ra vì khí hậu ôn hòa. Hai ngày tuyết rơi, hai vệt sáng trên bầu trời, tôi biết thế giới sẽ tận thế nhưng tôi không mong muốn. Ông Tafuri, người được mệnh danh là Nostradamus của Ý, dự đoán 500 năm về trước. Tuần này, nhiều khu vực miền nam nước Ý đã bị tuyết bao phủ dày đặc khiến nhiều nhà lý luận thuyết âm mưu càng có cơ sở để tin lời tiên tri của ông Tafuri. Theo Guardian, số người chết vì giá rét ở châu Âu hôm 10 tháng 1 đã tăng lên ít nhất 61 người. Còn hai vệt sáng được ông Tafuri đề cập trong lời tiên tri có thể là lời ám chỉ đến một vụ siêu núi lửa phun trào. Theo Inquisit, tháng trước, các nhà khoa học cảnh báo siêu núi lửa Kempiflex có thể đang thức tỉnh và có thể hủy hoại nhiều nơi trên thế giới, sức tàn phá tương đương một vụ ba chạm thiên thạch lớn. Kempiflex là một khu vực núi lửa rộng lớn nằm ở miền tây của Naples, Ý. Kempiflex được mô tả là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, đã ngủ suốt 500 năm. Tuy nhiên, trong suốt một thập kỷ qua, các chất khí bên trong núi lửa ngày càng dâng lên bề mặt với tốc độ báo động. Ngoài ra, các nhà lý luận thuyết âm mưu còn liên kết lời tiên tri của ông Tafuri với thông tin nói rằng bức tranh Đức Mẹ Mary tại nhà thờ The Holy Archangel Michael ở khu vực Chubarevo, Macedonia đã rơi nước mắt suốt ngày đầu năm nay. Theo New, triết học gia Tafuri còn tiên đoán rằng vào năm 2017 sẽ xuất hiện dấu hiệu cho thấy nước Mỹ sụp đổ và một cuộc chiến sẽ nổ ra vì biến đổi khí hậu.